ta bắt đầu Chúa Giêsu là đường đi, the way. Những điểm chính mà chúng tôi có học hôm qua đó là theo Chúa là một hành trình với Chúa, và vì Chúa là đường đi, theo Chúa là một cuộc phiêu lưu có hiện tới, destination. Và trên hành trình đó, Chúa dẫn dắt chúng ta và Ngài sẽ đón chúng ta trong cuối con đường này. Có người theo Chúa với một hành trình ngắn vài năm rồi gặp Chúa. Có một số người khác thì theo Chúa vài thập niên, 30-40 năm rồi sẽ gặp Ngài. Theo Chúa là nghe tiếng Chúa, là đến gần Chúa, là đi phía sau Chúa, là đáp ứng lại tiếng gọi của Ngài, là để lại phía sau chúng ta những điều chúng ta thích để chúng ta đi theo Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm Chúa Giêsu là lẽ thật. Chúa Giêsu là lẽ thật độc đáo. Because is the truth. Có cái mạo từ chỉ định đến phía trước và không có chân lý nào so sánh lại được. Chúa Giêsu là chân lý. Như thế nào Chúa Giêsu là lẽ thật, là chân lý? Ở Việt Nam chúng ta có chữ văn là người, có phải không? The world become a flesh. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Cho nên Chúa Giêsu tuyên bố ta là chân lý, là lời Chúa đã trở thành con người. Và chân lý này và sự cái lời này đã bày tỏ Đức Chúa Trời là ai cho chúng ta khi tiếp xúc với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu bày tỏ chính chúng ta là ai khi chúng ta so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu mới nói Ngài là chân lý. Cho nên nếu chúng ta muốn biết mình là ai, nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu, tiếp xúc với cuộc đời của Giêsu, chúng ta sẽ biết. Chúa Giêsu là sự bày tỏ. Chúa Giêsu là information của chữ chúng ta dùng hiện nay. Và trong Ngài chúng ta có tất cả mọi dữ kiện để chúng ta biết về thế giới này, biết về con người của mình, biết của tất cả những thực tại, những điều chúng ta thấy, những điều chúng ta tìm kiếm. Cho nên Chúa Giêsu tuyên bố ta là chân lý, ta là lẽ thật. Lẽ thật trong Chúa là lời Chúa. Phúc âm Giăng đoạn 15 câu 7. Lẽ thật của Chúa là những nguyên tắc để chúng ta sống. Lẽ thật của Chúa là những sự dạy dỗ của Ngài. Và câu 7 ghi là: nếu ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Lời ta là số nhiều mà. Những lời ta ở trong các ngươi thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Lời Chúa bày tỏ, lời Chúa hướng dẫn, lời Chúa giúp cho chúng ta thấy được mọi điều ở trong đời sống của mình. Và điều quan trọng nhất trong hành trình thuộc linh của chúng ta là lời Chúa giúp cho chúng ta có đức tin nơi Ngài. Nếu không có lời của Chúa thì chúng ta có đức tin. Roma 10 câu thứ 7 chúng ta ghi là đức tin đến bởi gì? Người ta nghe. Và nếu chúng ta không nghe lời của Chúa, không đọc lời của Chúa, không biết lời của Ngài thì chúng ta sẽ không có đức tin. Và đức tin đó là nền tảng của đời sống tâm linh.
Và từ đức tin đó Phaolô cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô đoạn 3 câu thứ 16 17 để nhờ đức tin Đức Chúa Giê-xu sẽ thành hình, sẽ sống, sẽ cư ngụ dwell in ở trong đời sống anh chị em. Và nếu không có lời của Ngài thì sẽ không có đức tin, không có đức tin thì Chúa Giê-xu cũng không thể ở trong cuộc đời của mình và cuộc đời của Ngài và những phẩm tính đẹp đẽ của Chúa Giê-xu chi phối suy tư, tình cảm, ý chí, ưa thích của chúng ta, không giống Chúa được. Cho nên khởi sự của hành trình theo Chúa, Chúa vẫn nhắc chúng ta và Ngài nhấn mạnh ta là chân lý. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu nhắc cho chúng ta làm sao để chúng ta có lời của Ngài ngự trong lòng của mình. Chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta bắt đức tin nơi Ngài, và qua đức tin đó Đức Chúa Giê-xu thành hình ở trong cuộc đời của chúng ta, cư ngụ ở trong. Chúng ta học rất là nhiều cái chữ này, ở trong là to abide in. Mấy bản dịch mới thì nói là to dwell in, là cư ngụ. Hoặc là bản tiếng dịch mới nhất của The Message của ông Eugene Peterson thì nói là làm cho lời của Chúa được quen thuộc như là ở trong gia đình. Chúng ta đi tới dự trại này, có hội đồng này, có số người ngủ hotel, chúng ta ở trọ, chúng ta không có ở trong hotel, chúng ta chỉ ở ban đêm thôi. Và Chúa muốn mỗi chúng ta có lời của Ngài ở trong mình, ở cư ngụ trong mình, ở giống như là mình ở trong căn nhà của mình, chứ không phải là đi đường ở trong. Đó là ý nghĩa của Chúa Giê-xu nói nếu ta ở trong các ngươi, và chính Ngài sẽ tiếp tục quen thuộc với chúng ta, ở nhà với chúng ta, làm chủ nhà của chúng ta và cuộc đời của mình. Và lời của Chúa cũng giống như vậy, chúng ta sẽ quen thuộc và tiếp tục ở trong cuộc đời của mình, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ là một đời sống cầu nguyện cầu gì được này, rất là linh, và người ta sẽ chạy tới quý vị, sẽ nhờ quý vị cầu thay. Vì quý vị có lời của Chúa, đời sống cầu nguyện của quý vị đã là một đời sống nối liền với quyền năng của Chúa. Lời Chúa, biết lời Chúa qua sự kiện, nhờ lời của Ngài chúng ta biết sự kiện, và thứ hai nữa là nhờ lời của Ngài chúng ta biết tại của chúng ta. Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta thành hình trong đời sống, và lời Chúa đem lại những kết quả tốt đẹp trong đời sống của mình. Lời Chúa khiến cho đời sống chúng ta được thành công. Lời Chúa giống như nước, và cuộc đời của chúng ta có rất là nhiều tội lỗi và cám dỗ ngày nào cũng tràn ngập đến cuộc đời của mình, giống như nước lũ cống trùm trên cả cuộc đời xung quanh. Nếu chúng ta không có lời của Chúa là lời thanh sạch, thì cuộc đời và tấm lòng và suy tư và tất cả những gì của chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu cầu nguyện xin Cha lấy lời Cha làm gì? Để thanh tẩy lời Cha, thanh tẩy khiến họ nên thánh, biệt riêng ra cho Chúa, cho công việc của Ngài, cho những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Lời Chúa có tác động mạnh mẽ trên cuộc đời của mình. Ông mục sư George Miller, ông đọc lời Chúa liên tục trong cuộc đời của ông. Trong 50 năm biết Chúa, hầu việc Chúa, ông đọc Kinh Thánh, suốt Kinh Thánh hơn 100
50 lần. Mục sư Billy Graham trước khi qua đời cũng đọc khoảng 100-150 lần suốt quyển Kinh Thánh từ sáng thế ký đến khải huyền. Vì vậy trong nên đời sống của mục sư George Mueller có một đức tin mạnh mẽ, và ông tin Chúa không bao giờ nói dối, và những lời của Ngài không bao giờ nghi ngờ, và ông cầu nguyện cho tới khi những cái gì thuộc về ông không có dính dáng với điều cầu xin, thì ông bắt đầu cầu nguyện và tin chắc chờ đợi sự trả lời. Và những tiểu sử xác viết về cuộc đời của ông sư George Mueller, cuộc đời ông có mười mấy ngàn lời cầu xin và tất cả đều nhận, trừ hai ba điều trước khi ông qua đời, là người bạn tin Chúa, người cháu tin Chúa. Thì đám tang ông, người bà con tin Chúa, vài tháng sau người cháu tin Chúa. Ông có một đời sống cầu nguyện, và bây giờ cô nhi viện của ông sống bằng đức tin đã được xây dựng hàng mấy trăm năm rồi ở tại Anh, vẫn tiếp tục sống nhờ lời cầu nguyện, bởi vì ông tin rằng những điều Chúa hứa trong Thánh Kinh là thật. Và ông chỉ trong những câu Kinh Thánh ông đọc và ông cầu xin theo lời của Chúa dạy. Cuộc đời của chúng ta từ ngày theo Chúa, đối với lời của Chúa như thế nào? Chúng ta đọc Kinh Thánh bao nhiêu? Chúng ta thuộc bao nhiêu đoạn Kinh Thánh? Trong gia đình của chúng ta có giờ đọc Kinh Thánh không? Chúng ta hôm nay có iPhone, iPad, có đầy đủ tất cả các bản Kinh Thánh, muốn loại bản gì cũng có hết. Việt Nam truyền thống hiệu đính diễn ý và có hết trong. Nhưng mà quý vị phải để thì giờ để nghe lời Chúa, để đọc lời Chúa. Chúng ta có rất là nhiều cái phương tiện ngày hôm nay, nhà ai cũng có ít nhất là ba quyển Kinh Thánh: bìa da, mạ vàng, 5-6-70 đô la một quyển nữa. Thở ra thường xuyên, bây giờ nó mở nhiều quá, nó tả ơi tới đâu rồi, hay là còn mới y nguyên, vì chúng ta rất ít đọc. Thách thức trong đời sống của chúng ta khi chúng ta biết Chúa là lời, là lẽ thật. Quý vị là người dạy trong chúng nhân, quý vị sẽ thảo luận rất là nhiều về kinh nghiệm của cuộc đời, hay quý vị sẽ giải nghĩa Kinh Thánh để giúp cho các học viên hiểu được lời của Chúa là gì? Chúng ta là những người mục sư đầy tớ Chúa. Khi chúng ta soạn bài giảng, chúng ta sẽ giảng lời Chúa, hay là chúng ta sẽ nói về những information của cuộc đời? Chúng ta là người tín hữu thì muốn ông mục sư giảng cái gì? Ông mục sư giảng xong là lời Chúa xong nghe chán quá, giống như ăn bánh manna 40 năm, tuần nào lên cả ông sư cũng nghe ông sư giảng lời Chúa không? Chúng ta muốn ông sư giảng gì? Ông sư giảng về ví dụ, về đạo lý, về psychology, về tâm lý, nghe cái lý thú mà. Giảng Kinh Thánh nghe boring quá. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta hãy để cho lời Chúa ở trong chúng ta và cư ngụ trong chúng ta. Cho nên một lần nữa chúng ta trở về với lời Chúa và suy gẫm ở đây để cho chúng ta hiểu được như thế nào ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trung thành và tìm cách để lời của Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình. Làm sao để Chúa được ngự trị trong đời sống của mình một cách lâu dài? Nếu không thì chúng ta sẽ sống rất là bối rối.
năm 1974 ở tại biên giới của Vĩnh Bình với Trà Vinh, đơn vị của tôi được gửi để lo giữ cái xã. Và sau vài tháng thì vì cái xã này không an ninh cho nên mới gửi đơn vị của tôi là rất là yếu trong cái tỉnh Vĩnh Bình, cho nên đẩy ra nó đứng ở đâu một tháng thì xung quanh là không có cho thiết kế nữa, tất cả những đường sông đường bộ đi vào cái chỗ của đội đóng quân là đều bị bao vây hết. Và sau một tháng thì chỉ còn có trực thăng để đi thả những cái bao thiết kế xuống và ăn rất là chật và uống rất là mệt nhọc. Và rồi công lính bắt đầu mất tinh thần, cho nên một hai ngày thì có một vài người thử lấy súng bắn chân của mình để xin rời, để lấy cớ để trực thăng chở mình ra khỏi vùng bị bao vây đó. Và cứ mỗi ngày có hai ba người bắn như vậy, ở đơn vị của tôi thì càng ngày càng ít người, cho nên cũng thức trắng đêm để canh luôn, không có ngủ nữa, bởi vì còn có hai ba người thì thay chia cho từng ca để canh từ buổi sáng. Và tôi cũng bắt đầu sao động và bối rối luôn. Nhưng mà có một cái chuyến trực thăng tới thả tiếp tế, và trong đó có bức thơ của mục sư Phạm Xuân Thiệu là thầy thuộc linh hướng dẫn cuộc đời tôi lúc còn tuổi thiếu niên thời gian ra. Và ông theo cuộc đời của tôi cho tới khi tôi đi lính rồi trở về tại Việt Nam để làm công việc Chúa giúp cho mục sư Phạm Long Quyên. Ông biết thơ ông chỉ ghi là thầy luôn luôn cầu nguyện cho linh xin Chúa giữ gìn. Và cuối thơ ông ghi một cái câu kinh thánh Hebrew đoạn 12 từ câu 4 đến câu 11. Tôi đọc thơ của ông rất là bắn sắc, và tôi đọc Hebrew đoạn 12 từ câu 4 từ câu 4 đến câu 11. Anh em chống trả với tội lỗi còn chưa đến nỗi đổ huyết thay, lại đã quên lời khuyên như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách thì chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hệ ai Ngài mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho con. Ý bằng anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời dạy em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Như nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy đều phải chịu thì anh em là con ngoại tình. Nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy phải chịu thì anh em là con ngoại tình, thì không phải là con thật. Đi nhanh xuống bả cha và quan sát theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời bị ích cho chúng ta mà sửa phạt khiến chúng ta được dựng bằng trong sự thánh khiết Ngài. Thật sự sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sẽ mong trả công bình và tình an như kẻ đã chịu luyện tập vậy. Những câu kinh thánh đọc ra ở trong hoàn cảnh bình thường không có gì hết, nhưng trong hoàn cảnh mất tinh thần sao động, tự nhiên thấy ồ như vậy thì chắc Chúa có thể đang rèn luyện mình. Cho nên tự nhiên mình thấy giống như Chúa đang ở bên cạnh mình, và tự nhiên tôi thấy giống như là Chúa đang hướng dẫn và đang che chở cuộc đời của mình. Thì chúng tôi ở trong đơn vị thì nghe máy chung với nhau, thì ông cấp chỉ huy của tôi thấy đơn vị bị bao vây nhiều quá, cho nên ông cũng kiếm đường đi ra luôn. Tôi nghe ông đi ra thì tôi hỏi Chúa thúc giục tôi sao các ông biết, xong 2 năm vừa rồi tôi đến đơn vị tôi chưa có được giấy phép để đi nghỉ bình thường, mỗi năm thì mỗi người được nghỉ 15 ngày. Sau đó thì tôi gọi ông, tôi nói là 2 năm rồi tôi không được cái giấy phép đi nghỉ,
Tôi chỉ đi nhà thương vì bị thương, vô nhà thương nằm thôi. Bây giờ ông có nhân cơ hội này, ông có cho tôi nghỉ không? Ông nói vậy thôi chuyến thằng sắp tới cho tôi đi nghỉ. Và 2-3 ngày sau thì máy bay trực thăng đáp xuống, ông cũng lên máy bay, tôi cũng đi theo ông luôn. Buổi tối hôm đó đơn vị bị đánh từ đêm cho tới sáng luôn. Tất cả bạn của tôi, một số đứa bị thương, một số đứa bị tự trọng, và nguyên bị xả đó bị mất luôn. Lời Chúa khiến cho tôi được tỉnh lại, và tôi có thể nói, không có bị sao động mà nói chuyện với ông cấp chỉ huy của tôi để tôi được Chúa cách nào đó không biết dẫn tôi ra khỏi chỗ nguy hiểm đó. Cho nên cuộc đời theo Chúa của tôi 3-4 lần, giống như là tôi sống ở đây là tôi được Chúa cho 3 cuộc đời. Cho nên khi đến Mỹ thì không có lựa chọn nào khác hơn ngoài là đi học với Chúa. Đầu tiên cũng là lời của Ngài. Chúa đâu ở gần mình đâu. Chúa ở đâu? Chúa ở lời, Chúa qua Kinh Thánh. Và nếu chúng ta không tiếp xúc với lời của Ngài thì làm sao chúng ta sẽ đương đầu với những khó khăn đời? Lời Chúa là khôn ngoan. Và nếu quý vị thuộc lòng Thi Thiên hoặc là meditate là suy gẫm Thi Thiên 119, quý vị sẽ thấy lời Chúa có biết bao nhiêu cách, bao nhiêu phương cách để biến đổi cuộc đời và nuôi sống cuộc đời của chúng ta, và biến đổi cuộc đời của chúng ta để trở thành những con người mà theo Chúa muốn. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thách thức chúng ta cho đến ngày hôm nay. Vì Ngài là lẽ thật. Ngoài lẽ thật của Ngài không có một tri thức nào trên cuộc đời này có thể nâng đỡ cuộc đời của chúng ta. Vậy thì chúng ta làm gì khi Chúa là chân lý và chân lý duy nhất trong cuộc đời của mình? Đến hội thánh Lancaster thì chỉ học Kinh Thánh thôi. Sáng ký, xuất ký, thường ký, lê ký, nhân xuất ký, phục trường lục địa ký, vô xe các bằng xét và học từng câu từng chữ. Và cũng như đó, cũng đi xuống hội thánh Austin, cũng sáng ký, xuất ký, dân tù ký, lê ký, nhân xuất ký, phục trường lục địa ký, học từ đầu cho đến cuối, cũng học lời của Ngài thôi. Rồi lời của Chúa có những câu trả lời cho những câu hỏi của anh chị em của chúng ta trên cuộc đời của họ. Và gián tiếp, lúc đầu họ đến hỏi tôi, họ nói tôi có gì câu hỏi ông xin lắm. Tôi nói tôi thì học Kinh Thánh trước cái đã rồi hỏi sau. Rồi học vài tháng sau nói thôi hỏi câu hỏi, có câu hỏi gì tôi trước hỏi đó. Nói không, tôi học Kinh Thánh Chúa trả lời rồi. Hội thánh của quý vị có năng đề không? Tìm thì giờ học cầu nguyện, tìm thì giờ học Kinh Thánh để lời Chúa và chính Ngài sẽ dạy dỗ anh chị em của mình và người nhà của mình chúng ta. Và tôi đến hội thánh Austin, tôi nói tôi không có cái gì hết á, gặp tôi là chỉ có học Kinh Thánh thôi, không chịu thôi. Và cũng không chịu cũng không được, tôi phải ở đây 10 năm. Rồi sau 10 năm quý vị không chịu thì lúc đó mới đi. Chúng ta không có thể theo cái giáo hạt mà 2 năm rồi cũng đẩy qua đẩy lại đi không được. Và Lancaster tôi cũng nói với họ khi tôi tới nhận chức vụ, quý vị sẽ bỏ phiếu tôi 2 năm, nhưng mà tôi sẽ ở đây ít nhất là 10 năm. Bởi vì mình học ở trong Kinh Thánh nói, ở trong trường chuẩn bị nói là các hội thánh mục sư ở 3 năm là họ là tín hữu mới hiểu mình và mình mới hiểu họ. 3 năm kế tiếp là họ mới bắt đầu đứng chung với mình, và 7 năm họ mới bắt đầu làm việc, thì lúc đó chúng ta có thể đi được. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Hội thánh mỗi chúng ta, hội thánh ở đây là phải tổ chức học tập làm thánh. Thì đi 1, thì đi 91, thì đi 53, thì đi 19, học thuộc lòng hết
Ê-phê-sô, thầy Thiều dạy tụi tôi là các bạn thiếu niên mà học thuộc lòng văn nhất, văn nhì, văn hai, văn ba, học thuộc lòng hết đầu tới cuối. Và trong được trong cái giờ thiếu niên là tụi tôi phải thi đua nhau học thuộc lòng và phải liên tục đọc cho ông nghe. Cho nên hội thánh chúng ta có chương trình học thuộc lòng thánh và con thưởng cho việc nhiều cho chiếc xe đạp, cho các cô em hát, cho cái gì để cho người ta có thể đọc. Gia đình tôi thì là con trước 14 tuổi là học thuộc lòng, học thuộc lòng thánh mỗi ngày học một câu, và cuối năm thì ai học nhiều câu kinh thánh thì sẽ được phần thưởng. Cha cũng được phần thưởng, mẹ cũng được phần thưởng, con cũng được phần thưởng. Và học suốt kinh thánh, đọc suốt kinh thánh, mua vợ tôi mua quyển đọc suốt kinh thánh 2 năm, rồi đọc suốt kinh thánh 1 năm và thách thức các con đọc. Đọc xong thì là Giáng sinh sẽ được phần thưởng rất lớn. Còn ngoài ra thì trong năm không được phần thưởng gì hết. Chỉ có đọc kinh thánh mới được phần thưởng. Chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề tri thức của lời Chúa, bởi vì 15 tuổi trở lên là con mình không nghe gì hết, nó đi nghe tất cả mọi người khác. Tới 14 tuổi tôi nói hỏi hoài nè, tôi nói 15 tuổi mới hỏi mới trả lời, bây giờ chỉ làm thôi, giờ học kinh thánh. Bây giờ thì nó lớn rồi, đi học đại học, lên làm New York, lâu lâu đi lên thăm thấy quyển kinh thánh cũ mòn, hiểu là nó có đọc vì cái thói quen thuộc linh đã được huấn luyện từ 1 cho đến 14. Hội thánh quý vị phải tổ chức chương trình đọc kinh thánh, mỗi gia đình chúng ta phải trở lại chương trình đọc kinh thánh. Lên xe hơi phải mở kinh thánh, mở thánh ca, nghe podcast, tất cả những phương tiện mới cũng hiện đại cần phải sử dụng để lời của Chúa đi vào cuộc đời của mình, thấm vào cuộc đời của mình và để làm nên đảng đức tin để cho Chúa có các biến đổi cuộc đời của Ngài thành hình trong cuộc đời. Xa hơn, quý vị phải dâng hiến cho thánh kinh hội, quý vị phải mua kinh thánh để trong nhà, hay là mua kinh thánh tặng anh chị em của mình, hoặc là phúc âm giang đi làm chương trình cầu nguyện, mua cả thùng phúc âm giang đi rải hết trong blog của quý vị đang sống, gieo lời của Chúa cho những người xung quanh, vì Chúa Giêsu là chân lý. Người ta nghe, người ta đọc lời của Chúa sẽ có giờ có ngày được Chúa Thánh Linh biến đổi. Quý vị sẽ làm gì, hứa gì với Chúa, với lời của Chúa trong năm nay? Tại sao chúng ta gặp nhiều khó khăn? Tại sao hội thánh chúng ta rắc rối? Đọc những cái thơ trong ban chấp hành giáo hạt về những sự khiếu nại của hội thánh, tôi có thể hiểu rằng hội thánh nó không đọc kinh thánh, mới viết những cái bức thơ mà không có cái lời của Chúa trong cuộc đời của mình, và gây một xáo trộn. Cho nên tôi lạy quý vị trong ban trường Chủ nhật là phải học trường Chủ nhật, phải học lời Chúa và làm đủ mọi cách để cho dân sự của Ngài học lời của Chúa, thì giáo hạt Việt Nam sẽ mạnh mẽ phát triển, không có cái chuyện mất thì giờ cho cái chuyện cãi nhau nữa, bởi vì Chúa đã thành hình trong cuộc đời của mình và mình không thể làm cái gì sống theo xác thịt được nữa. Vì con người của Chúa sẽ thành hình trong suy tư, trong ao ước ưa thích của mình. Cho nên Phaolô lại hằng ngày nói là tôi cầu nguyện cho Đấng Christ được thành hình trong đời sống anh chị em. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em ở đây thấy rõ được sức mạnh của lời của Chúa, để chúng ta tìm kiếm thì giờ để đọc lời của Ngài, suy gẫm lời của Ngài. Đó không phải là lời của
Chúa Trời phán với Lô-xê xong, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, bởi vì ngày xưa họ không có biết, không có biết, họ chỉ đọc thôi. Hãy suy gẫm ngày và đêm và gì cẩn thận làm theo thì ngươi mới được phước bao nhiêu trong họ con mình. Quý vị có tin điều đó là thật không? Nếu tin thì xin Chúa giúp cho chúng ta có một chương trình để tiếp cận với lời của Chúa, để làm sao lời Chúa để hành hình trong đời sống của mình. Đức Chúa Giêsu đã phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha. Câu 7, nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Quý vị sẽ trở thành những người cầu nguyện rất linh. Cầu nguyện cầu nhận đó thì quý vị có lời của Chúa ở trong chúng ta cầu nguyện để chứng minh.